Ok, hello, xin chào hết thầy, quý anh chị em, cô chú, anh chị đang coi video trên kênh của nhạc cụ Son Thang. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người cái đàn Yamaha DGX200, vừa piano kiêm organ luôn. Đó, cái đàn, dòng đàn Yamaha DGX200 này được sản xuất cũng lâu rồi, nhưng mà so sánh về chất lượng nó thì còn rất là tốt. Cái đàn này được sản xuất nó tầm cỡ 2010-2012 nha mọi người. Đó. Mọi chức năng của cái đàn này rất là hoàn hảo, đã được bên nhà cụ Son Thang test đầy đủ cho anh em. Đó. Rồi ngoại hình cái đàn này còn còn rất là đẹp nha mọi người. Nó có trầy xước mà rất là nhỏ thôi, mình phải để ý kỹ kỹ mình mới thấy. So với những đàn qua sử dụng thì như này là quá tuyệt vời luôn. Ngoại hình còn đẹp, rồi màn hình đầy đủ, hiển thị đầy đủ. Phím đồ còn sáng trắng, tại vì mình quay buổi tối nha mọi người. Nhờ mọi người nhìn phím nó hơi ngã ngã, nhưng mà mọi người ví dụ mình so với cái đàn kia kìa thì mình thấy nó giống giống nhau. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về chức năng của cái đàn này. Cái đàn này rất là nhiều chức năng nha mọi người. Như mình nói hôm nay là vừa piano kiêm organ thì nhiều bạn chơi piano, các bạn sẽ biết là điểm chơi piano mình cần cái bàn phím nó dài. Đó, cái đàn này dài luôn, bàn phím nó 76 phím. Đó, thích hợp cho mình chơi piano luôn. Đó, rồi organ là gì? Đó, kể thêm những chức năng để bạn chơi organ này, có màn hình này, rồi nó hỗ trợ được 135 điệu luôn nha mọi người, 135 điệu. Rồi có band để mình chơi luyến láy, rồi có băng tiếng luôn. Bên cạnh băng tiếng thì cũng có cái phần này này để mình muốn ghi âm hay là mình thu lại này, có phần thu lại cho mọi người luôn. Đó, với cái chức năng rất là hoàn hảo luôn đó. Với thêm với cái chức năng của cái đàn này có thể kết nối với MIDI, mình cắm với máy tính luôn nha mọi người, có cổng MIDI này đó, kết nối ra máy tính luôn. Rồi hệ thống âm thanh cái đàn này rất là lớn luôn, mọi người có thể thấy cặp loa của nó rất là lớn này đó, lớn hơn những cái đàn dòng hoặc đàn học sinh bình thường đó. Xíu nữa mình sẽ cho anh em nghe tầng phần tầng âm thanh, rồi tầng tiếng piano, tầng điệu cho anh em nghe nha, để mình biết rõ hơn về âm thanh cái đàn này. Đó, cái đàn này thì bên nhà cụ Son Thang bán với giá là 3,3 triệu nha mọi người, giá là 3,3 triệu, tặng kèm chân đàn cho anh em, cục điện và free ship cho anh em tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, một cái đàn cho các bạn nào mới bắt đầu mình rất là nhiều chức năng. Thì bàn phím là lực nha mọi người, tốt, lực nó tốt và nhiều tiếng nữa. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em nghe những hệ tiếng piano của nó nha, xin mời anh em cùng nghe. Thank you.
Rồi anh em có thể thấy hệ tiếng piano rất là nhiều. Mình cho anh em nghe ít thôi, chắc tầm cỡ 6-7 tiếng thôi. Còn lại nó tầm mười mấy 20 tiếng piano lần. Thì cái tiếng piano là quá là ok, nhiều tiếng. Thì giờ này mình sẽ tiếp tục nghe cái phần style của nó nha. Mình cho anh em nghe style đi disco với rumba của đàn đàn này. Đó, như vậy mình vừa coi phần style của con đàn này cực kỳ là tuyệt vời, âm thanh bass treble đầy đủ. Có đầy đủ mọi chức năng mình cần để mình học tập và hỗ trợ anh em rất là nhiều. Cho anh em nào mình mới bắt đầu học tập thì chọn cái dòng đàn này rất là thích hợp cho mình luôn, giá hợp túi tiền và vừa tích hợp piano với đàn organ. Anh em nào mình muốn mua thì mình vui lòng liên hệ nhạc cụ Xuân Thăng, số điện thoại mình để trên màn hình. Rồi anh em nào mình muốn qua trực tiếp thì mình xem đàn tại nhạc cụ Xuân Thăng, địa chỉ số 7 đường Đông Hưng Thuận 31, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, để mình xem chi tiết về cái đàn này nhé. Hỗ trợ anh em xem thoải mái. Nói chung là anh em muốn test kiểu nào mình đều hỗ trợ hết nha mọi người. Còn anh em nào ở xa mình muốn mua thì vui lòng mình liên hệ, số điện thoại mình để trên màn hình. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hy vọng anh em sẽ cho nhạc cụ Xuân Thăng một like, một đăng ký kênh nhạc cụ Xuân Thăng để bước sau mình sẽ nhận thật nhiều video mới, demo rồi giới thiệu về các sản phẩm tại cửa hàng nhạc cụ Xuân Thăng. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.